gà rất là ngon các bạn, ngon và giòn và thơm, nóng nảy, ăn rất là ngon, tuyệt vời. 9/10 điểm nha các bạn, 9/10 điểm. Giờ mình sẽ dùng burger nha các bạn. Đây các bạn, burger tôm nha các bạn. Đây, một miếng burger tôm rất là ngon. Burger tôm rất là ngon nha các bạn, 9/10 điểm. 9/10 điểm là dành cho burger tôm nha các bạn, rất là ngon. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha các bạn. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn, like và chia sẻ ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.